Sĩ trẻ lần đầu tiên hát tại đây, mời quý vị thưởng thức giọng ca trẻ Quang Toàn. Tình yêu vội vã chiếm tim ta, chỉ một lần qua mà đêm đêm hình bóng mãi bên ta. Lời nào dịu êm người đưa ta vào những giấc mơ xa, lòng thầm bảo nhau rằng đôi ta gặp gỡ trong kiếp nào. Một lần hẹn trước có phải là mộng ước về sau, cách xa mặt nhau chỉ làm ngày tháng hư hao. Tuổi xuân là bao thầm đợi thời gian vụt tới, rồi mai đây trăng ta soi bóng ngó quanh lại còn ai. Đẹp tình mơ là tình khi gặp gỡ lúc ban sơ, tình là vần thơ mà đôi khi mình ngỡ mãi trong mơ. Tình còn chờ ai để con tim
vạn võ suốt đêm dài. Tình đừng nhạt phai, tình ơi xin tình chớ thêm u hoài. Phải là mộng ước về sau, cách xa mặt nhau chỉ làm ngày tháng hư hao. Tuổi xuân là bao thầm đời, thời gian vụt tới rồi mai đây chẳng ta soi bóng ngó quanh lại còn ai. Là tình khi gặp gỡ lúc ban sơ, tình là vần thơ mà đôi khi mình ngỡ mãi trong mơ. Tình còn chờ ai để con tim vạn võ suốt đêm dài. Tình đừng nhạt phai, tình ơi xin tình chớ thêm u hoài. Tình ơi xin tình chớ thêm u hoài. Tình đừng nhạt phai, tình ơi xin tình chớ thêm u hoài. Quang Toàn ơi, em hát hay quá à. Vậy ngày mai em hát nữa cho chị nha. Rồi chị cảm ơn em nha. Đó quý vị khán giả thấy không, phòng trà của em tuy nhỏ chứ mà sao không à, Hồ Ngọc Hà, Đàm Vĩnh Hưng, rồi Chí Tài, rồi Hoài Linh, trời ơi sao không mà giới thiệu ai là có người đó hết trơn á. Ủa sao nãy giờ không thấy ai nữa vậy trời, tăng mo nữa rồi đó, thôi để em làm luôn. Hồi nào giờ quý vị cứ nói là phòng trà mà thiếu cái đàn guitar. Bữa nay em có rồi, em có kiếm được ảnh, ảnh móc hay lắm, để em giới thiệu cho mọi người luôn nha. Anh Quánh Thê ơi, anh Quánh Thê, anh Quánh Thê, anh Quánh Thê. Trời, trời ơi, sao mình nổi dữ vậy trời. Anh ơi, bữa nay anh có thể móc cho quý vị khán giả nghe được không ạ? Dạ được. Vậy thì bây giờ anh bắt đầu đàn đi nha. Dạ. Anh bình tĩnh nha anh. Dạ. Có em đứng bên cạnh anh đừng lo gì hết trơn á. Dạ, Quánh Thê xin trân trọng kính chào quý vị khán giả. À, hả? Anh có thể hát luôn được không? Anh hát luôn hả? Anh hát đi anh, được đó. Cảm ơn. Anh hát luôn đó. Ta không thắm cũng thương lơ làng, anh không trách em. Đêm đêm anh vẫn hát nếu ta đừng quên nhau. Đêm nào em đã nói mình yêu nhau rồi đó, nhưng nay ta xa rồi, thương đời còn thấy đâu. Ngày vui xưa anh ơi, nếu phải xa nhau cho nhớ cho thương đông đầy kỷ niệm, ta đừng nói tiếng chia ly. Để trái tim em dạt
hay quá. Anh ơi. Ơi. Bộ anh thích hát bài này lắm hả? À không. Anh không thích sao anh hát? Không biết. Mỗi lần mà nghe bài này tự nhiên em nhớ tới thằng chồng khốn nạn của em quá. Nó bỏ em hả? Anh còn câu khác không? Không. Còn anh, anh cũng không thích bài này. Không thích sao anh hát? Cũng không biết. Nhưng mà mỗi lần anh hát bài này á, là tại vì anh nhớ tới vợ cũ của anh. Nó bỏ anh phải không? Em còn câu khác không? Không. Anh ơi, anh ơi, anh ơi anh, tình yêu đến với nhau là tình yêu đẹp bằng sự rung cảm với nhau. Anh ơi, mình đến với nhau nha anh. Anh ơi, mình đến với nhau nha anh. Cái gì lẹ vậy? Già rồi anh. Anh hốt em liền đi anh. Anh ơi. Cô ơi, ca sĩ tới rồi. Rồi. Hát đi, hát đi. Hát đi. Dạ kính thưa quý vị khán giả, để liên tục chương trình xin mời quý vị thưởng thức giọng ca của nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Gì vậy? Làm đơn hát rồi mà. Dạ kính thưa quý vị khán giả, để liên tục chương trình xin mời quý vị thưởng thức giọng ca của Hồ Ngọc Hà. Hồ Ngọc Hà hát rồi. Trời ơi, em rối quá. Em rối quá, em không nhớ gì hết trơn á. Để ra. Dạ kính thưa quý vị, để liên tục chương trình, quý vị đang mong đợi một tiếng hát. Đó là ai? Mời quý vị thưởng thức tiếng hát của nam ca sĩ Hoài Lâm. Kéo mò câu chờ em quanh ngõ phố, cô bé đi mìu cười rộn rộn bờ vai, tay ôm chặt phanh môi, chiếc tàu mò nhỏ bé anh ra người phù sa hỏi đi đâu. Trả lời nhà em ở cuối thôn, mò câu anh lại kéo làm vui cô khách nghèo. Trò chơi ngày ấy theo năm tháng buông xuôi, giờ em quên mất rồi. Mưa đổ liên hồi, kỷ niệm xưa mồ côi, anh lưu luyến đây vui. Chiếc tàu mò mòn mỏi, nay chẳng còn ra chơi. Giờ đây em lấy chồng, mày đi áo cuộc chơi ngóng trông, mò câu anh một bóng buồn nghe sao thật lòng. Em ơi chuyện xưa chuyện cũ theo gió chiều mênh mông, khi em sang sông làm sao mà biết trời tàn. Có ở chia ly khi em phù quý, làm sao em thèm nghĩ chuyện mong
xin gửi lời chào trân trọng đến toàn thể quý vị. Theo gió chiều mênh mông, khi em sang sông, làm sao mà biết trời tan vì đêm mưa. Em ơi, chuyện xưa chuyện cũ, ai có ngờ chia ly khi em phu quý làm. Sao em thêm nghĩ chuyện mò câu đáng gì? Hỏi ai còn nhớ tên phu kéo mò câu chờ dòng cô khách nghèo ngày đã. Niềm xưa mồ côi anh lưu luyến đây vui, kỷ niệm xưa hờn dỗi anh lối mòn chờ mong vì em say tiếng vui với người bỏ mặc phu lẻ loi ôm mò câu cằn cỗi. Mò câu cần cối tình bay xa cuối trời. Trời ơi, con hát hay quá Hoài Long ơi. Con sao ngày mai sao con? Dạ con hát xong không con? Chuyện gì vậy con? Đang làm việc phải không cô? Đúng rồi con. Chuyện gì? Con làm gì vậy? Ngoại con nói là con phải đeo kiếng vô con mấy người lớn được. Dạ cô ơi, con nói nè, tại ngày mai á con phải về gấp để mà sinh nhật ba con á, cho nên cô cho con lãnh tiền cát xê trước nha. Sinh nhật của ba con hả? Được. Rồi tiền cát xê thì cô để sẵn trỏng á, con cứ vô con lấy nha. Dạ. Nhưng mà con về quê con xong rồi con nhớ lên liền con hát cho cô nha. Dạ, con cảm ơn cô nhiều lắm. Trời ơi, cô cảm ơn con nha, con hát hay quá Hoài Lâm. Dạ. Nhớ nha con. Dạ. Nhớ là xong là lên liền cho cô nha. Một tràng pháo tay cho Hoài Lâm. Dạ. Cảm ơn quý vị khán giả Đại Gia Đình. Dạ, kính thưa quý vị khán giả Đại Gia Đình, chương trình ca nhạc phòng trà đến đây đã hết. Không, phòng trà hết thôi nha, nhưng mà bên kia vẫn còn. Dạ, xin kính chúc quý vị khán giả một đêm thật là vui tươi, hạnh phúc ạ. Anh ơi, mình vô... Mấy con ơi, cứ phục vụ nha mấy con. Mình vô trọng tâm sự tiếp anh. Tâm sự thôi. Trời ơi, sao không bôi cái mặt vậy? Anh kỳ quá à, để cái mặt kỳ. Không có bôi. Anh muốn để vậy á, để cho mọi người ở đây thấy. Anh lần đầu tiên được người phụ nữ hung. Ghét quá à. Tắt đèn nha tụi con. Xuống đèn đi để hao điện lắm con. Vô có còn gì nữa không? Đứng im mày. Ai là ăn cướp à, mày mới lấy cái gì của hai đứa kia đưa lại hết ra mày. Dạ cái áo. Đưa cái giỏ đây. Dạ giỏ đây. Còn cái gì nữa không?